chỉ cái này đi, cái xe em chỉ anh cái này cái anh đi, không phải đâu, không phải đâu, sợ nói chuyện đi rồi mình đi đâu? Luôn hả? Thì anh em mà nói xong rồi đi luôn chứ cần cái gì chỉ nữa. Vậy thôi anh đi, khỏi chỉ anh đi, đi đi.